Đúng, mọi người biết trong thùng này là cái gì đó. Và mà mới gửi về vào cuối tháng rồi nè. À, ta-da. Đây là một hộp đựng điện thoại. Lấy ra mấy cái cho khách rồi đó. Trong này còn mấy cái nè. Là Galaxy A04. Đây là chiếc điện thoại tặng cho khách hàng khi mua xe Genus trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5 này. À, những cái điện thoại trong thùng này là của giai đoạn tháng 4 nè. Rồi tháng 5 này là có gửi về nữa nè. Có những lúc là các bạn mua xe là sẽ tặng điện thoại liền luôn. Cũng có những lúc là nó hết á, thì mấy bạn phải đợi Yamaha gửi về nữa. Nói chung là tháng này mấy bạn mua xe là rất là ưu đãi luôn. Giá sát giá đề xuất nè. Tặng combo quà, tặng điện thoại nè. Địa chỉ cửa hàng dưới phần mô tả nha. Đừng hỏi nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ phân biệt các bạn phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản cao cấp với hàng. Phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản cao cấp sẽ chung một bộ màu. À, nó sẽ khác nhau những màu sắc ở đây. Đầu tiên sẽ là màu mâm. À, đặc biệt sẽ là mâm màu đen và tiêu chuẩn mâm màu bạc. Đi kèm đó là tiêu chuẩn yên màu đen và đặc biệt yên màu nâu. Phân biệt được chưa? Đó là sự khác nhau về màu sắc ở bên ngoài. Còn màu sắc dàn áo là giống như nhau ha. Bốn màu đều giống như nhau hết, đặc biệt với lại tiêu chuẩn. Còn về tính năng, đặc biệt hay mình gọi là cao cấp đó, thì về tính năng tiêu chuẩn là khóa cơ và chỗ này sẽ trống. Rồi phiên bản cao cấp thì sử dụng khóa thông minh và nó sẽ có chế độ stop and start ở trên cái nút đó, là chế độ tự động ngắt, dừng đèn đỏ, tự động tắt máy, chỉ cần bạn nghe và chạy không cần đề lại đó, tiết kiệm nhiên liệu á. Thì phiên bản đặc biệt cao cấp với hoặc là phiên bản giới hạn sẽ có cái tính năng đó, bản tiêu chuẩn sẽ không có. Đó là khác biệt về tính năng và màu sắc giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Đó, còn màu dàn áo giống nhau nha. Ví dụ như màu đỏ này, nếu các bạn mua phiên bản tiêu chuẩn khóa cơ, màu đỏ bóng này sẽ có giá là 29 triệu đồng. Đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Nếu bạn mua phiên bản đặc biệt hay là cao cấp khóa thông minh á, của màu đỏ bóng này thì sẽ có giá là 32 triệu 500 nghìn đồng trong thời điểm tháng 5 này. Nói chung là giá bán tại đại lý sẽ không lệch quá nhiều so với giá đề xuất, hoặc là so với những dòng xe khác của hàng đối thủ chẳng hạn thì bán hơn giá đề xuất từ 7-8 triệu cũng có nữa. Thì bên mình là bán gần gần như là sát giá đề xuất luôn, còn có quà tặng rất là nhiều nữa ha. Rồi, mặc dù 125 phân khối đó không yếu đâu nha. Màu sắc thứ hai đó là màu xanh. Nếu bạn mua phiên bản tiêu chuẩn cũng là 29 triệu và phiên bản cao cấp cũng có giá là 32 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc màu xanh này là phiên bản tiêu chuẩn nè. Mình nhìn bên ngoài là mình có thể nhận biết được ha. Yên đen, mâm màu bạc, khóa cơ. Rồi, cái chiếc màu xanh này sẽ là phiên bản đặc biệt nè. Đó, nãy mình chỉ các bạn phân biệt rồi đó, rất là dễ. Là cái mâm nó màu đen, cái yên nó màu nâu. Wow, ok chưa? Rất là dễ phân biệt đúng không? Còn màu xanh thì nó sẽ giống như nhau. Bạn đó, bạn đặc biệt là 32 năm đó. Rồi màu sắc thứ ba đó là màu bạc nhám. Thì bạc nhám chiếc này tiêu chuẩn nè, cũng có giá là 29 triệu luôn ha. Một màu sắc này mình rất là thích, rất là sang trọng. Mặc dù xe là phổ thông thôi, tầm giá rất dễ mua thôi, tầm giá là sinh viên văn phòng thôi. Nhưng mà màu này thì là màu rất là sang. Ngoài ra thì bên mình có chương trình hỗ trợ trả góp nữa. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục chuẩn bị giúp mình chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái hoặc là căn cước công dân có chip từ 18 tuổi trở lên là được ha. Rồi màu này là màu bạc phiên bản đặc biệt nè. Cái tem sẽ là chữ Genus như thế này. Hai phiên bản đều giống như nhau ha, chữ nổi như vậy. Đó, xe này vẫn còn giữ công tắc đèn, các bạn lưu ý nha. Hiện tại có nhiều chiếc xe tay ga nó cũng bỏ công tắc đèn rồi, xe này vẫn tắt được đèn. Chỗ này stop and start nè, lúc nãy mình nói tự động ngắt nè. Bên này là nút D. Ở đây vị trí đặt cái kèn ở dưới cùng rất là dễ tìm ha. Mặt đồng hồ là mặt đồng hồ điện tử kết hợp với đồng hồ cơ. Mức tiêu hao nhiên liệu là 1,87 lít trên 100 cây. Tính ra những chiếc xe mặt bằng chung á thì 125 phân khối ở mức tiêu hao này nó cũng khá là trung bình, khá là tiết kiệm, là động cơ blue core mà. Hai cái chìa khóa cơ treo đó chắc nhiều bạn hỏi chiều gì ta. Không trả lời đâu. Ôi thằng này nó ngộ mà tư vấn xe mà nó không trả lời mấy thắc mắc. Ở ra cửa hàng đi trả lời luôn chứ. Chiếc này là màu đen bóng, bản đặc biệt nè, 32 năm. Bản tiêu chuẩn sẽ là 29 ha. Đó, đen bóng nguyên con, nhìn giống cục xương sáo không? Ở dưới đó là hình như đen bóng, mình thấy tiêu chuẩn nó đẹp hơn đúng không mọi người? Tại vì cái này động cơ blue core các tem này thì cái yên chiếc cái nó màu nâu luôn á, nhìn nó sẽ hợp với xe hơn. Nếu mà mọi người mở ý phiên bản đặc biệt thì cái yên của nó là dính với màu nâu rồi. À, mình mở cái cốp cho mấy bạn xem thử đi ha. Cốp xe này thì nó rộng khoảng cỡ 14 lít 2. Các bạn cũng để các vật dụng cần thiết là nó ok rồi, vừa đủ rồi. Có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được. Mua xe chính hãng bên mình thì yên tâm phần đấy. Và xe sử dụng khóa thông minh á, thì xài cái remote như thế này, không có xài chìa. Và có một cái miếng giấy đỏ chứa mã bảo mật 6 số á, thì cái miếng đó là dùng để mở khóa này, dùng để làm lại remote, là làm thêm remote. Cái kính xe hình oval như vậy. Dung tích bình xăng thì tầm khoảng 4 lít 2 khoảng đó. Lít xăng bây giờ tầm khoảng 23.000 mấy trăm đồng đúng không? Rồi hồi chiều mình mới đổ 23.000 mấy trăm đồng. Không nhớ hồi chiều đổ xăng gì nữa, chạy 95, 92 dù quên mất tiêu.
À, cũng có chương trình thu xe cũ tới xe mới luôn nha. Bạn nào có xe cũ bất kỳ hãng nào bên mình cũng thu hết, chứ không riêng Yamaha. Bán thì chỉ bán Yamaha chính hãng, còn thu xe cũ thu tất cả. Phiên bản giới hạn là phiên bản cao cấp nhất, mắc tiền nhất. Nó sẽ có 4 màu. À, đầu tiên sẽ là màu xanh ngọc. Năm 2023 là Yamaha ra trên Genesis và Grande ha, là hai màu xanh đặc trưng như thế này. Đó. Chiếc Genesis thì nó sẽ có một cái ốp màu đen ở phía trước mà. So với chiếc Grande thì nó màu xanh luôn, thì chiếc này nó sẽ nhu hơn một chút. Yên của nó sẽ là màu nâu nhạt như thế này. Phiên bản giới hạn nó muốn ra yên nâu màu gì là nâu nha, chứ không có cố định là phải màu này nâu nhạt hết nha. Chứ chiếc màu đỏ là yên màu đen đó. Muốn ra gì nó ra, nó muốn phối gì nó phối à. 33.500 cho màu xanh đó. Màu trắng này cũng đồng giá luôn. Thì trắng này sẽ là trắng xám. Trắng là trắng tinh nha mọi người, không phải trắng ngọc trai nha. Trắng ngọc trai là mẫu cũ ngưng sản xuất rồi. Hiện tại mẫu mới cũng không có màu trắng ngọc trai, chỉ có một duy nhất một màu trắng tinh như thế này. Trắng có phối với màu xám, cản xám, mặt nạ xám, tem màu xám, có một cái tem dưới chữ Chinese dài như thế này. Xe này sẽ có cân nặng là 98kg, 125 phân khối. Nói chung là 125 phân khối, máy ok, máy bóc, máy im. Cái 125 phân khối không phải mình so sánh với 110 để mấy bạn đua hay là cái gì, mà mấy bạn chạy nó sẽ mượt mà hơn, tăng tốc nó cũng mạnh mẽ hơn, lên dốc cầu nó cũng ok nhiều. Nói chung là nó hơn chút ở chổng thôi. Chiếc này là chiếc màu đỏ ha, đỏ là đỏ nhám. Phiên bản giới hạn là đỏ nhám, có cái viền tem ở dưới chữ Chinese, viền tem ở chỗ gác chân chứ viền tem ở chỗ mặt nạ trước nè, tem limited edition. Tem giới hạn á, 33.500 cho chiếc này. Thì nếu bạn hỏi chiếc này với phiên bản cao cấp lúc nãy nó khác nhau cái gì, thì máy móc tính năng giống như nhau, chỉ khác nhau màu sắc ở bên ngoài thôi. Là giới hạn nó sẽ phối nhiều màu hơn, nó phối những cái đường tem lạ hơn, có thêm nhiều đường tem hơn, vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Rồi màu sắc thứ ba sẽ là màu đen hồng. Đen hồng này là cái màu mà gọi là khách kiếm nhiều. Trong bộ màu giới hạn này thì khách kiếm màu đen nhám này là nhiều nhất. Không tính tiêu chuẩn cao cấp nha. Thì chiếc màu đen, viền của nó không phải là màu hồng thông thường chúng ta thường thấy, mà nó là màu hồng ánh đồng trên chiếc Grande đó mọi người. Bạn nào có quan tâm Grande sẽ biết là cái viền này nó hồng ánh đồng. 33.500 cho chiếc xe này ha. Tặng một cái điện thoại trị giá 2.990, rồi một combo quà từ xe nữa. Và ok luôn, cái yên của chiếc màu đen này sẽ là màu nâu sậm luôn nè. Đó, sẽ có một cái đường tem màu hồng như thế này. Xe này á thì mình thấy đối tượng khách hàng thường mua là mấy bạn sinh viên á, hoặc là mấy chị mà mới vừa đi làm á, nó rất là trẻ trung năng động chiếc xe này. Còn mấy cô á thường chọn một chiếc xe thấp á, thì mấy cô cũng chọn cái mẫu này nè, và chọn phiên bản khóa cơ cho dễ sử dụng á. Mình bán mà thường thấy như vậy. Thì tất nhiên là sẽ mỗi người mỗi ý, nhưng mà đó là những khách hàng mình thường thấy. Rồi giá xe nè, chương trình khuyến mãi nè, chương trình trả góp nè, thu xe cũ đổi xe mới nè, nãy giờ mình nói đầy đủ hết phải không? Thông tin cửa hàng sẽ nằm dưới phần mô tả nha mọi người, nhắc lại lần nữa dưới phần mô tả. Rồi bye bye mọi người, xin chào.